Xin chào các bác nhé. Xe đạp F3 của bọn em hôm nay cũng muốn trong cái loạt video giới thiệu lắp ráp và tháo lắp một loạt phụ tùng trên xe đạp MTB. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách nhận biết hai loại líp cơ bản trên dòng xe đạp MTB là líp thả và líp gen vặn các bác nhé. Ở đây thì em có cậu hướng dẫn viên là Linh là sẽ thao tác làm cho các bác xem các bác nhé. Đấy thì là ở đây em có hai loại líp thì em sẽ quay sát vào để cho các bác nhìn chi tiết các loại líp. Đầu tiên ở đây là em có một cái líp thả các bác nhá. Líp thả thì nó sẽ có một cái vòng đen ở ngoài và nó có chữ lúc kia. Đấy thì đấy là dòng líp thả các bác nhá. Thứ hai là dòng líp gen vặn. Líp gen vặn các bác nhá. Đây là dòng líp gen vặn. Líp gen vặn thì các bác chỉ cần dùng một cái van tháo ra là sẽ thao xong ngay thôi. Ở đây em có một số món đồ. Thứ nhất là líp thả. Em lấy lại cho các bác xem đây. Đây là líp thả các bác nhá. Líp thả 9 tầng thì các bác khi các bác đi mua líp thì các bác cũng mua đúng chủng loại cho em. Và cái thứ hai nữa là líp gen vặn. Líp gen vặn 7 tầng. Đây là gen vặn các bác nhá. Còn đây là líp thả. Líp thả nó sẽ có các cái rãnh như này để thả vào cối líp. Và tiếp đến là có cái vam để tháo líp gen vặn. Có một cái vam để tháo líp thả đây các bác nhá. Cái vam này để tháo vào líp thả. Và một cái hãm để tháo líp thả. Và cái công này thì để vặn vào đây. Đấy, thì bây giờ cái em sẽ làm thay cái líp thả đầu tiên, líp gen vặn đầu tiên các bác nhé. Linh thao tác giúp anh với. Đây là một cái líp gen vặn nguyên bản trên xe các bác nhé. Trên xe của em thì em tháo ra để cho các bác làm video cho các bác xem. Đấy, các bác đặt một cái vam màu đen này vào và dùng một con cờ lê 24. Các bác vặn ngược chiều kim đồng hồ ra cho em. Đấy rồi. Thay cái líp gen vặn này thì là rất là đơn giản thôi, không hề khó. Đấy, đây là cái mayer của líp gen vặn các bác nhé. Nó sẽ có vòng gen. Và đấy thì bây giờ các bác khi bác tháo ra xong xuôi rồi thì lại lắp lại bình thường thôi. Các bác lại chỉ có mỗi một cái là vặn gen vào thôi. Rất là đơn giản, cái này không hề khó. Nhưng cái quan trọng là các bác cần nhận diện cho em là cái líp loại gì. Ok, đấy như thế là chắc rồi các bác nhé. Như vậy là em đã hướng dẫn các bác xong cái clip thay líp gen vặn xong. Xong video tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn các bác thay loại líp thả.